vừa lại ngồi ở trên trên bờ trên kia các bác ạ, thấy tự nhiên thấy có mấy hai cặp chè than nó cả mồi vào trong cái cây cây dừa nhà em các bác ạ. Ai thử xuống kiểm tra thăm xem cái cây dừa này em chặt lâu rồi cũng không để ý, em mới về không để ý các bác ạ, không biết khả năng là liệu có tổ không các bác ạ. Đây, cây dừa thường thì chị chòe rất thích làm tổ cây dừa, bẹ dừa mới lại bẹ cau mới lại hộp cây địa hộp điện các bác ạ. Bọn này nó tĩnh lắm, bọn này làm nó khôn lắm, bọn chòe than này này các bác này. Đây thì giờ thử lên kiểm tra phát nhá, thử lên kiểm tra xem là ở trong cái cây tổ cây này, vừa nãy là cái cây thang này là nhà em để chắc là chỉ ông bà chỉ bớt dừa không để ý này, không biết là liệu có tìm thấy được tổ nào không các bác. Phải trèo qua thang, phải trèo thang lên các bác. Cây dừa rất lắm bẹ lắm các bạn. Vỡ mồm luôn. Đang ra trái này. Đấy, có tiếng con kêu các bác ạ. Bọn này nó làm nó kín lắm, bây giờ phải đi tìm thôi. Phải đi tìm, không biết nó làm ở đâu. Bọn này nó làm mà thường nó rất là kín, bọn trẻ than nó rất là tinh vi nhá. Nó khôn lắm. Này em thử xoay xem nó ở đâu. Tiếng hình như là tiếng của con kêu của các bác ạ. Đây. Đấy. Đấy. Ở đây không thấy có nhỉ. Đấy, nghe tiếng có chim con kêu. Đấy. Ở trên này. Bố mẹ nó chắc bay đi kiếm mồi rồi. Không để ý tí về bố mẹ nó nhắng kinh lắm. Thấy đây nhỉ. Này. Khi nào là cái chỗ này là hay. À đây rồi các bác ơi. Đây. Đây rồi. Hên rồi. Ba em các bác ạ. Úi giời ơi, đây nằm đây trong bẹ đây rồi. Đây rồi, ngon rồi. Ngon rồi. À, có tổ. Ai già mới ỉa phân mẹ nó chưa cảm. Đấy. Ngon. Đấy, có tổ. Ai, nó vướng cây này mà nó làm tận bẹ dưới này các bác ạ. Bọn này nó làm kín lắm. Đây. Hàng đây rồi. Có mấy em chè than rồi các bác ơi. Bây giờ phải bẻ cây này cạnh này đi. Đây. Quay cận cảnh cho các bác xem mấy em chè than nhá. Đấy, đây. Đây chắc mẹ nó vừa bón xong nó đang lo. Đấy. Gặp hên rồi. Có tổ rồi. Ôi giời ơi, ba em làm ở đây. Bọn trẻ than này nó tinh lắm. Ngon. Đấy các bác ạ. Đây cho các bác xem. Ôi giời ơi, con to đẹp thế này. Rồi vừa đến lúc đúng điểm lúc truyền luôn các bác ạ. Đây. Ba em nhá. Ba em trong bẹ dừa. Ba em trong bẹ dừa. Rồi ngon. Bây giờ hiếm lắm, bây giờ bọn chè than này mà bắt kiểu ở trong này nó hiếm lắm các bạn. Đây đang chuẩn bị chắc là mai ngày kia là mưa. Bọn này cứ mưa là nó truyền. Đấy, mưa là nó truyền luôn. Bọn này chắc chỉ một hôm ngày mai là nó, mai ngày kia là nó sẽ truyền luôn. Bọn này nó tinh lắm. Đẹp không các bác? Ấy, ba em luôn. Ba em chè than các bác ạ. Siêu phẩm luôn. À. Ba em này là đang mọc lông ống rồi. Ngày nó qua cái nắng hôm nay là mai là nó sẽ truyền được đấy. Bọn này nó nhanh lắm. Ba em liền. Ba em. Đẹp chưa các bác? À, làm tận đây. Đẹp không? Úi, to luôn. Úi giời ơi.
Đấy, đang đói rồi, đang đói, mẹ mẹ đang đi kiếm mồi rồi, thôi thôi bắt về luôn các bác ạ. Đấy. Thôi em bắt về em nuôi luôn các bác ạ. Chứ để đây bố mẹ nó là mai mai là nó truyền mất đấy. Nó đang đói này. Em bắt về em nuôi nhá. Đấy. Bọn này làm tinh thật đấy, nó làm ở trong tận bẹ này. Thế mà mình không biết. Ở đây lâu mà không biết các bạn. Khổ thật đấy. Đấy, rồi bắt về luôn. Bây giờ em sẽ cho nó xuống nha các bác nhé. Cho cả tổ luôn. Còn bố mẹ nó tí về giờ đấy. Đấy. Bây giờ chỉ có đút vào túi áo thôi. Đấy, hai con, còn hai con, hai em. Một em đút túi áo rồi. Đấy. Trời ơi, đẹp luôn, đẹp lung linh luôn. Đây các bạn, bọn này gần truyền được rồi nhá. Đây. Bọn này sắp truyền rồi. Đấy, nó đậu được cầu là nó truyền được ấy. Đẹp chưa? Nè. Đấy. Đây nha các bác nha, cho các bác xem chè này là chè chè dừa các bác ạ. Chè dừa nó rất là to. Còn chè cau thì nó nhỏ nhá. Chè cái cau nó nhỏ. Đấy, ba em. Đấy. À, đẹp luôn. Ui giời. Rồi. Ba em đây các bác ơi. Bây giờ phải bắt về đã. Đây. Đây, đẹp luôn. Đấy. Ok nha các bác nha. Thôi để em bắt về luôn các bác ạ. Sau này mai em lại quay cho các bác xem nhé. Ok các bác. Rồi. Các bác hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi, để follow xem những cái chú chè lon của em sẽ phát triển thế nào nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ok các bác.